Nhật Bản là có cái chỗ nào mà mở chùa ấy không? Chùa Cát Duyên đúng không? Duyên á, Duyên thì Kiyomizu. Cát Duyên cơ mà. Cát Duyên, Duyên thì nổi tiếng nhất ở Kiyomizu đấy. Chùa Kiyomizu là chùa ấy Duyên, cầu Duyên. Chùa Cát Duyên cơ. Cát Duyên á. Ờ, có nghĩa là nếu mà hai người yêu mà đi với nhau thì đấy thì sẽ chia tay ấy ạ. À. Thế có nghĩa là ví dụ, ví dụ là có người yêu mà muốn chia tay thì chỉ cần đến đấy là chia tay rồi. Đồ chết rồi. Thế ý là thế phải không? Ừ, đó là như thế mà. Anh Tùng ấy cứ đứng đằng sau mấy em mới làm gì ạ? Ý đồ gì đó?